các quốc gia thuộc khối BRICS đang tăng trưởng một cách thần kỳ. Thế giới đang hướng sự tập trung vào khối ASEAN 10+3. Giá trị sản lượng GDP đạt 2,5 triệu đô la Mỹ. ASEAN mở ra cơ hội kinh doanh cho 7,4 tỷ dân số, vươn lên sở hữu nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và lớn thứ 3 khu vực châu Á năm 2018. Đến năm 2021, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Đông Nam Á đạt 6-8%. Với sự ảnh hưởng tích cực của khối ASEAN, các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới sẽ kinh doanh tại Việt Nam là điều không thể bỏ qua. Bước khởi đầu của các kỳ tích về kinh tế. Việt Nam, ngôi sao mới của Đông Nam Á, nằm ngay trung tâm Đông Nam Á, một trong những thị trường mới nổi năng động bậc nhất châu Á, hứa hẹn sẽ trở thành công xưởng thế giới tiếp theo. Lực lượng lao động dưới 30 tuổi tại Việt Nam chiếm 60% dân số. Thành thạo kiến thức chuyên môn, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, hiệp định thương mại với 21 quốc gia trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, thu hút các nhà đầu tư lớn đến từ châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Tháng 7, 2018, Landmark 81, tòa tháp xếp thứ 9 châu Á và là tòa nhà cao nhất Việt Nam đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, là biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. 6 tuyến tàu điện ngầm kết nối 19 quận trên toàn thành phố đang trong giai đoạn hoàn thành. Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến cơ hội bước ra thế giới. Thủ Thiêm, khu vực phát triển thịnh vượng mới của thành phố Hồ Chí Minh, liền kề với quận 1, được bao quanh bởi quận 4, quận 7, quận 9 và quận Bình Thạnh. Nơi có sông Sài Gòn lượn quanh, tạo nên thế đô thị trung tâm ven sông cùng với tuyến metro số 1 và 2, dự kiến hoàn thiện vào năm 2020. Cầu Thủ Thiêm 1 nối liền với trung tâm thành phố. Hầm Thủ Thiêm, đường hầm vượt sông dài nhất Đông Nam Á, kết hợp với cầu Thủ Thiêm 2 đang trong giai đoạn hoàn thiện và nối liền với quận 1. Thành phố đang hòa mình cùng nhịp sống trên toàn thế giới. Chắt lọc những tinh hoa của hành trình thịnh vượng từ Âu sang Á, Paris Hoàng Kim tọa lạc giữa khu đô thị Thủ Thiêm. Một không gian sống đẳng cấp quốc tế thu trọn tầm nhìn về những công trình biểu tượng của thành phố, hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Cảnh tuyến metro số 2, vị trí thuận lợi hàng đầu thành phố, triển vọng cho một nền kinh tế tươi sáng. Hãy cùng trải nghiệm cuộc sống bên trong tòa tháp 26 tầng rực rỡ ánh sáng Paris, nơi có vườn hoa trung đình Louvre lãng mạn ngỡ như lạc bước giữa trời Âu. Ngay từ bước chân đầu tiên đặt qua ngưỡng cửa, chủ nhân sẽ thỏa mãn tầm mắt khi chìm đắm vào khung cảnh tuyệt mỹ của hội cung điện Versailles, nhâm nhi một ly cocktail hòa cùng bản nhạc ra sâu lắng và lãng mạn tại quầy bar, hay thưởng thức ẩm thực hảo hạng tại nhà hàng Morning Crew, cho bạn những giây phút thư giãn trọn vẹn niềm vui. Tận hưởng cuộc sống tao nhã ưu việt với phòng golf Alexander, phòng gym Eiffel và double tri thức cho con tại trường mầm non Little Louis. Cảm nhận không gian sống đặc sắc độc đáo nơi vườn treo Tuileries Garden, rủ bóng êm đềm bên bàn tiệc BBQ độc đáo với những khóm gia vị tinh tế thơm nồng, thả mình trong hồ bơi vô cực Khải Hoàng mang đến những giây phút thư thái nhẹ nhàng.